Những thông tin y tế sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối. Thưa quý vị, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết trong 9 tháng qua, đơn vị đã thực hiện kiểm tra hơn 5.080 cơ sở sản xuất kinh doanh và chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Qua đó xử lý 404 cơ sở vi phạm và xử phạt với số tiền hơn 129 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là sử dụng hàng hóa không có nguồn gốc, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay giấy chứng nhận đã hết hạn, không thực hiện lưu mẫu thực phẩm, xử lý chất thải không đảm bảo an toàn. Từ đầu năm đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã test nhanh hơn 1.970 mẫu thực phẩm để kiểm tra hàng the, test nhanh gần 820 mẫu thực phẩm kiểm tra phormon và triển khai lấy hàng trăm mẫu rượu kiểm tra methanol, mẫu thực phẩm kiểm tra phẩm màu. Kết quả có 99,8% các mẫu kiểm tra đạt theo ngưỡng an toàn theo quy định. Trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm với 6 ca mắc và không có trường hợp tử vong.